Chào các bác, đây là hộp đồng hồ của bác Thắng. Số điện thoại cuối là 464, được chưa? À, ở Hà Nội. Anh chị Hà Nội. Anh chị Hà Nội, à, số 464. Rồi, em sẽ mở cái hộp đồng hồ của bác ấy ra. À, trong có hai cái đồng hồ bọc khá là kín và một cái thư. Đấy, bác này bác cho cái hộp rất là to. À, yên tâm trong sốc cái này sẽ phải cắt ra nhé. Cắt ra này, nó bọc bọc luôn này các bác. À, bọc cũng sốc này, cái này cũng là được rồi đúng không ạ? Mút bọc này, đó. Là một cái thư này của bác ấy. Cái thư. Bác trong này, bác chỉ bảo là gửi hai chiếc đồng hồ, cũng không ghi là nó bị làm sao đúng không ạ? Đấy, thế em phải khả năng phải xem lại Zalo của bác ấy thì mới biết được. Đó. À, chiếc đầu tiên của bác ấy đây. Em bọc mãi mới ra được. Thì bác ấy ghi như này. Thay chân kim. Chân kim và mặt kính. Đáy, mặt kính đáy. Mặt kính đáy của nó bị làm sao? Mặt kính đáy này là chưa hiểu lắm đúng không ạ? Thay chân kim, kim là như nào em chưa hiểu đó. Em nhìn thấy là các bác này, các bác nhìn thấy nó mờ mờ ở trên không? Em phát hiện nó mờ mờ ở trên, không biết có phải nước vào không thì em không biết được. Hiện tại em núm này, núm núm này đang lòi lên, đi ngủ chưa? À, núm đang lòi này, hiện tại không chỉnh được nhé, không chỉnh nhé. Rút ra không rút được nhé, đóng vào không đóng được nhé. À, đây là cái đồng tiền của bác ấy. Vì chưa hiểu bác ấy ghi gì. Đây là chiếc thứ hai của bác ấy đây. Chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai cũng có một cái thư đây. Nhét vào đây. À, con này không có mặt kính nhé. Có kim này. Kim phủ phút này. Kim giờ và kim dây đây. Chưa hiểu lắm. Em xem cái thư của bác ấy. Bác không ghi vào trong cái thư kia mà bác lại ghép vào đây. Đẹp riêng. Cái số 2 thay mặt kính cho em. Thay mặt kính cho em. Xin báo giá. Đó. Cái con này có chạy không đúng không? Em chưa đó. Đó. Này, mặt số này xin thưa với các bác là cái băng dính này. Dính hết vào lề hạt số này, dính hết vào mặt số này. Em chỉ sợ khi tháo ra này nó chóc cái sơn thì các bác nhé. Đó, nó chóc cái sơn nhé, tại vì cái băng dính như này nó dính rất là chặt. Đó, xin thưa với các bác này, nó dính như này này. Đấy, này cái mặt số này em chỉ sợ tháo ra nó chóc sơn này nhá. Đấy, con này em sẽ lại để làm sau. Đó, bởi vì em sẽ phải khò nhẹ cái băng dính này ra thì em nhấc được không thì nó sẽ bị chóc hết sơn mặt số này. Đó, nên là các bác lần sau đừng nên làm như này nhé. Đó. Mà nếu mà con làm như này các bác nên nên lấy một cái tờ giấy này, các bác đặt hình tròn này, các bác đặt vào trong ấy, sau đó các bác hàng dán băng dính vào thì nó không bị dính vào mặt số. Đó, đây là một cái mẹo nhỏ đó, mà em hay làm. Kiểm tra qua con này á, hiện tại con này này bác ấy vẫn đang chạy này. Nhưng lúc chạy nó không đúng không? Đó, hiện tại núm này đang không trình được này. Và cái này hình như bác ấy gắn keo 502 sao ấy. Em nhìn qua em thấy này, cái này hình như là cái dính gắn keo. Keo 52 gì đấy. Nếu em đoán không sai thì là keo 52. Bây giờ em sẽ thử cậy ra cạo này ra xem thế nào, có đúng không? Đấy, đúng rồi. Keo cứng này là keo 52 mà. Đó. Nguyên này là 52 các bác nhé. Đó là 2. Đấy, này, cả mặt trong cũng đầy keo 52 này. Rồi em sẽ tháo ra kiểm tra nhé. À, cái này nó có cái gen này nhưng mà các bác cảnh giác, nó không phải là tháo ở đường ấy đâu, đường khóa đâu, mà là tháo cậy đấy. Cái dòng này là dòng cậy đấy, cậy em đáy đấy. Đây này, có cái chỗ khe hở đấy các bác, khe hở đấy để tháo đấy. Đó, này. Đó. Ui ôi. Con này như là thấy là chét chét cái gì ở đây này, hình như là mỡ hay cái gì này các bác này.
em thử lau thử nhé. Đúng rồi, mỡ này các bác này, cái này vào máy là đứng máy đấy nhá, máy chết máy luôn đấy. Thứ nhất là đúng keo keo 552 luôn này, không không cũng chạy ở đâu này. Thứ hai này, cái này mỡ này mà dính vào máy là đứng máy luôn nhá, em khẳng định luôn này này, cái này vào máy chết máy luôn, máy chết luôn đấy. Thế thì con này đây, và cái này để các bác nhìn đấy nhá, cái này của nó đây, chọc chọc vào máy rồi này, các bác nhìn kỹ không, đây cái lỗ của nó ở đây nhưng mà có chọc đâu đúng không, chọc vào 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 vào, vào ấy rồi, vào phần lịch rồi đúng không ạ, hỏng phần lịch rồi này các bác nhìn thấy không này, đó lỗ để cắm tí núm thì lại cắm chạch vào phần lịch rồi, thế là phần lịch bị cái ti này chọc chọc vào rồi các bác nhé, không ra nữa này. Đó. Không ra nữa và mỡ rất là nhiều đây, dính đầy đây này. Đó. Vậy thì con này phải tháo tung ra này, lau dầu. Lau dầu và sửa lại phần lịch các bác nhé. Sửa lại phần lịch. Đó. Và nhìn thấy cái này nó màu mặt trên này, em không biết là có phải nước không, em chưa rõ. Đó. Đó. Hiện tại con này vẫn đang chạy nha, đang chạy này, vẫn đang chạy, nhưng mà lúc chạy lúc không đúng không ạ? Vừa nãy không chạy nhưng mà em tháo ra là động chạm vào máy thì nó bắt đầu nó chạy rồi. Chắc chắn chạy sẽ không ổn định. Dầu mỡ vào như này thì chắc chắn phải tháo ra lau dầu rồi các bác nhé, này. Dính rất nhiều này. Và thứ hai em phải tháo ra là sửa cái lịch này. Cái lịch tại vì chọc vào đây là nó sẽ hỏng lịch mà, không chọc đúng vào nó mà chọc vào đây là toàn bộ phần lịch này, phần lịch này là bị chọc vào rồi. Đó, này không biết bác có bà chống nước hay cái gì đấy em chưa hiểu, bác cái này viết trong thư. Đó, đây cái số 2 thay mặt kính, mặt kính như cái kia đây, còn cái này là cái số 1 các bạn, đang ghi này, cái số 1 thay chân kim, chân kim chắc núm ti đấy, và mặt kính đáy, kính đáy, kính đáy, đây là kính đáy này, kính đáy này nó nhiều keo 52 quá đúng không, này nó có thể cạo được đấy, cạo rồi các bác nhìn thấy nó thành cái vẩy 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 này, cái vẩy vẩy này mà nó rơi vào máy là chết đứng máy thôi mà các bác, đấy, rất đơn giản thôi mà, cái keo 52 này này đấy mà gắn gắn mặt kính là không gắn được nhé, không gắn được nhé các bác nhé, đấy không gắn được nhé, này nó sẽ rơi ra, nó rơi vào máy là cái vẩy này là chết máy thôi mà. Đó. Chết máy thì rất đơn giản này. Đó, con này, này phải tháo. Cái mặt kính này các bác nhìn thấy là nó bác ấy đã thay rồi, không biết bác thay là thợ thay này. Các bác nhìn thấy này. Đúng không? Một bên thì thấp này, một bên thì cao này. Tức là lắp không đúng chiều của nó nhé, đúng không? Đó, lắp không đúng không chuẩn của nó nhé, nên là một bên cao và một bên không cao, nên phải bóc hết ra, phá cái keo này ra, phá này ra, xong nó tẩy hết keo 52 đi, xong nó gắn lại mặt kính này cho bác ấy. Đấy, nếu thế thì em sẽ phải lau dầu chống nước luôn cho bác ấy và thay cho bác cái mặt kính này, kính thường thôi, thay cái này chỉ cần thay kính thường, nó không phải thay kính xịn làm cái gì. Đó, và con đồng hồ này em sẽ phải khắc phục phần lịch cho bác này, lau dầu này, chống nước luôn nhé, chống nước luôn con này đi. Cho nó ok. Đấy, còn con đồng hồ này thì cũng không biết là nó có đang chạy hay không, em chưa biết được cái này, nhưng mà nó dính hết băng dính vào đây này, em chỉ sợ nó chóc ra các bác. Và hạt số nha các bác, nhìn thấy hạt số này nó bị mất mất hạt số này, mất 1-2 hạt số này, đó thấy không, 3 hạt số này đấy. Đấy là hai con đồng hồ của bác mà bác Thắng. Trong trường hợp với con này, nếu mà các bác ấy thì các bác cho vào cái túi bóng, ví dụ các bác cho vào cái túi bóng này nó ok này, hoặc là các bác nếu mà có dán băng dính thì các bác phải cắt cái tờ giấy, cái giấy này hình tròn như này, đặt nó xuống dưới, sau đó dán băng dính lên thì nó sẽ không dính vào cái mặt số này nữa. Đấy, đấy là một vài cái lưu ý mà các bác bị. Này, thích đồng hồ màu vàng đúng không, đấy, sở thích của từng người. Đấy. Và con này dây của nó bị mất chốt nhé, mất một cái chốt này.
phải thay cái chốt khác đó. Thay cái chốt khác cho bác đi. Đó. Đó. Cái này sẽ phải thay kính, không biết là kính phẳng có được không, nếu mà không thay được kính phẳng thì phải thay kính lồi vậy. Đó, em sẽ phải kiểm tra lại cái này, thay kính phẳng, nếu không kính phẳng không được thì phải thay kính lồi nhé. Đó, này, đây nó sẽ bung bung hết cái này, chán quá bác này, bác cái dính này, băng dính này. Đó. Đấy. Rất là nguy hiểm, tháo ra rất từ từ từ. Đây nha, các bác nhìn thấy chữ Omega này, này. Này cái bí lục biểu tượng Omega nó bị chóc ra này, không này. Đấy, tự dưng vô hình dung nó bóc bóc cái logo của mình ra, đúng không? Đó. Hạt số nó sẽ cắn, nó sẽ bị bong ra thôi mà. Đó. Nhá. Đấy, vậy thì cái biểu tượng logo này em bỏ ra thôi nhé, chứ không dán nữa. Đây, vì cái biểu tượng Omega này có nhưng mà chữ cho Omega dưới nó không còn nữa nhé. Đấy, không còn thấy đâu nhá, đây này. Đấy, còn video đây nhé, không để bảo em là đánh mất hay là rơi, đúng không? Không có nhá, để em tháo ra rồi các bác nhá. Bác thấy không? Không hề thấy cái biểu tượng chữ Omega đâu nhá, chỉ có biểu tượng logo Omega thôi, đúng không? Đây. Logo Omega thôi, đúng không? Đó. Thôi những trường hợp này, cái này thì thôi em sẽ không sẽ cố gắng dán vào cho bác cho đẹp, dán cái biểu tượng logo này vào cho bác đây. Thôi đẹp, đã rút được chót đúng không? Đấy, nó dính vào đây này, nó bóc ra đây mà, khổ thế đây các bác ạ. Đó rất là phiền phức đúng không? Rồi, chào các bác.